Sáng nay, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết là đơn vị vừa triệt phá đường dây ma túy, bắt 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 40 gram viên hồng phiến. Theo đó, ngày 25 tháng 4, đối tượng Thân Đức Hường, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cùng một đối tượng nữa đi xe khách từ Lâm Đồng ra Nghệ An để thực hiện giao dịch mua bán ma túy tại huyện Quế Phong. Tối 26 tháng 4, Hường cùng đồng bọn đã bị tổ mật phục khống chế, bắt quả tang cùng tang vật thu được là 1 bánh heroin, 1 kg ma túy dạng đá và 2 gói viên hồng phiến 40 gram cùng với 2 dao bấm thủ sẵn trong người. Tại cơ quan điều tra, Hường khai đối tượng đi cùng mình là Trần Văn Khoa, sinh năm 1974, trú tại Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình. Khoa là người nghiện ma túy, cư trú không ổn định, làm ăn tự do tại Lâm Đồng. Số ma túy thu được nói trên là của Hường và Khoa mua về để sử dụng và buôn bán kiếm lời.